Tin COVID-19 Thông báo của Tổng giáo phận Sài Gòn và giáo phận Cần Thơ Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo trở lại sinh hoạt một vụ bình thường và không tổ chức lễ dỗ tôi tớ chúa Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cách long trọng Ngày 8 tháng 3 năm 2021 Cha cựu Kiều Công Tùng đại diện Đức Giám Mục đã ra thông báo để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho các tín hữu và bảo đảm đời sống toàn diện của các cộng đoàn Xin quý cha quý bề trên tổ chức các sinh hoạt mục vụ và cử hành phụng vụ bình thường trong cộng đoàn của mình kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, mỗi người cần luôn ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng với tinh thần cảnh giác theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại giáo phận Cần Thơ, Đức Cha thông báo như sau. Nếu ngày dỗ tổ tôi tới Chúa được tổ chức trọng thể, có thể sẽ nguy cơ lây nhiễm cộng đồng diện rộng. Hàng chục ngàn khách thành hương sẽ đến từ nhiều tỉnh thành, từ cả những nơi đổ dịch, nếu chỉ một người dương tính với COVID thứ 19, hàng ngàn người khác có thể bị lây nhiễm và trở thành ổ dịch lây nhiễm cộng đồng. Như vậy sẽ gây nhiều khó khăn cho việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã dạy chúng ta sống phúc âm giữa lòng dân tộc, Do vậy vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và của giáo hội công giáo Việt Nam, tôi kính báo với đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Cần Thơ như sau. Ngày dỗ 12 tháng 3 năm 2021, của tôi tới Chúa sẽ không được tổ chức trọng thể và chính thức tại trung tâm hành hương ở Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Kính mong được thông cảm. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn phải tiếp tục cảnh giác vì không ai có thể chắc chắn ở Việt Nam không có mầm bệnh thậm chí ổ dịch tiềm tàng trong cộng đồng chúng ta cảnh giác nhưng luôn tin tưởng vào lòng quan phòng của thiên chúa